Tại hội nghị chuyên đề về phối hợp đa ngành trong phòng chống kháng thuốc từ chính sách đến hành động sáng 5 tháng 12, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan khẳng định kháng sinh đã bị cấm ở Việt Nam với mục đích kích thích sinh trưởng trong chăn nuôi và từ năm 2026 trở đi chỉ cho phép dùng trong một vài trường hợp được giám sát. Hiện Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đã không cho phép sử dụng kháng sinh với mục đích kích thích sinh trưởng trong chăn nuôi từ ngày 1 tháng 1 năm 2018 và đang trong lộ trình giảm sử dụng kháng sinh trong chăn nuôi để phòng bệnh cho vật nuôi và sẽ bị cấm hoàn toàn việc sử dụng kháng sinh với mục đích phòng bệnh trong chăn nuôi kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2026 theo quy định tại nghị định số 13/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Từ năm 2026 trở đi, kháng sinh sẽ chỉ được dùng để điều trị bệnh động vật khi vật nuôi được chẩn đoán mắc bệnh và việc dùng phải theo đơn thuốc của người được phép kê đơn thuốc thú y.